sẽ nói về bài tập về tìm giao tuyến của hai mặt phẳng. Thì để đầu tiên thì trước khi làm vào phần bài tập thì anh nói qua một số về lý thuyết. Để làm bài tập về phần tìm giao tuyến của hai mặt phẳng thì một số điều mình cần nhớ như sau. Để tìm giao điểm giao tuyến của hai mặt phẳng á, thường thì chúng ta sẽ cách phương pháp tìm á sẽ là tìm hai điểm chung của hai mặt phẳng, tìm hai điểm chung, rồi từ hai điểm chung đó mình nối mình sẽ ra được một đường thẳng. Vậy bây giờ một điều số điều cần nhớ như sau: nếu như có một điểm M nào đó thuộc một đường thẳng D, một điểm M thuộc đường thẳng D, và đường thẳng D này lại là con đường thẳng D này lại nằm trong một cái mặt phẳng B, thì từ đó mình sẽ suy ra được là M nó sẽ thuộc mặt phẳng B. Điều này mình có thể từ tưởng tượng hình mình thấy được đó. Cái điều cần nhớ thứ hai đó chính là nếu mà M mình chứng minh được á, nếu một điểm M thuộc mặt phẳng B và đồng thời điểm M đó cũng thuộc mặt phẳng Q thì mình sẽ nói là M đó là điểm chung của hai mặt phẳng B và Q, và đồng thời là M nó sẽ là thuộc giao tuyến của B và Q đó. Thứ ba đó là hai đường thẳng cùng thuộc một mặt phẳng mới có thể cắt nhau, được chưa? Những cái vấn đề cắt nhau á, thì nó phải trong một mặt phẳng nào đó nó mới cắt, còn khác mặt phẳng thì nó không thể nào mà nó cắt nhau được. Là đây là ba vấn đề cần nhớ. Phương pháp để tìm giao tuyến thì đầu tiên mình phải tìm hai điểm chung của hai mặt phẳng. Đó. Giao tuyến của hai mặt phẳng chính là một đường thẳng. Vậy để tìm một đường thẳng thì mình phải có ít nhất là hai điểm. Vậy bây giờ để tìm giao tuyến thì mình phải tìm hai điểm chung của hai mặt phẳng đó. Thì giao tuyến chính là đường thẳng nối hai mặt phẳng hai điểm. Vậy để tìm giao tuyến chung của hai mặt phẳng thì thường á, thường mình sẽ cách làm như sau: mình sẽ tìm một cái mặt phẳng nào đó, một mặt phẳng trung gian nào đó chứa hai đường thẳng, một đường thẳng thuộc mặt, giả sử mình muốn tìm giao tuyến chung của mặt phẳng B và mặt phẳng Q thì chẳng hạn, thì mình phải tìm một cái mặt phẳng chứa một đường thẳng A nằm trong B và đường thẳng B nằm trong Q đi. Đó thì mình phải thì hai cái đường thẳng nó cắt nhau thì nó sẽ cho ra một điểm. Đó, ở đây nè, anh ghi rõ ràng để tìm điểm chung của hai mặt phẳng thì tìm hai đường thẳng đồng phẳng lần lượt nằm trong hai mặt phẳng đó ha. Hai đường thẳng đồng phẳng nằm trong mặt phẳng thì giao điểm nếu có giữa hai đường thẳng này chính là điểm chung của hai mặt phẳng ha. Đó, cách làm là như vậy. Rồi mình sẽ vô một số bài tập. Bài số 1. Bài số 1 thì cho tứ diện ABCD, M là điểm nằm trong tam giác ABC, N là điểm nằm trong tam giác ACD. Tìm giao tuyến của AMN và BCD. Rồi, đây câu A. Câu A anh giải sao? Cho ở đây cho một tứ diện là ABCD. Rồi, M là điểm nằm trong tam giác ABC. M là một điểm nằm trong tam giác ABC. Mình vẽ, thường mình phải vẽ một cái đường thẳng nào đó đi qua M, được chưa? Chứ không thôi mình để vậy mình cũng không biết là M nằm trong ABC hay là nằm trong ADE nữa. Đó, ADB nữa. Cho nên mình để biết nó nằm trong mặt phẳng nào thì thường mình sẽ vẽ một cái đường thẳng trong mặt phẳng đó chứa cái điểm đó. Ở đây anh vẽ đường thẳng là AI. Rồi. N nằm trong tam giác ACD. ACD có điểm N thì anh vẽ là AZ. Rồi. Ở đây tìm giao tuyến của AMN và BCD. AMN và BCD. Rồi. AMN chính là rồi. Rồi ở đây anh sẽ làm như sau. Thì cách tìm giao tuyến của hai mặt phẳng như anh nói đó, mình sẽ là đi tìm hai cái giao điểm ha, tìm hai giao điểm. Thì ở đây mình có là AMN là mặt phẳng này, BCD là mặt phẳng này. Đó. Vậy bây giờ mình phải đi tìm được hai giao điểm là hai cái điểm chung của hai mặt phẳng. Vậy đầu tiên anh sẽ có là cái gì? Anh sẽ cái bước thứ nhất anh sẽ tìm một cái mặt phẳng nào đó, một cái mặt phẳng nào đó chứa một đường thẳng trong mặt phẳng này và chứa một đường thẳng trong mặt phẳng AMN và chứa một đường thẳng trong mặt phẳng BCD. Vậy ở đây anh sẽ có nào. Vậy bây giờ anh nhìn thì anh sẽ thấy nè. Đây, cái đường thẳng AI và đường thẳng BC nó đang đồng phẳng với nhau. Nó đều nằm trong mặt phẳng ABC hết. Đó, ABC có đường thẳng AI và đường thẳng BC ha. AI chính là
AM đi, hay còn gọi AM đi. AM chính là một đường thẳng thuộc mặt phẳng AMN. Đó, BC là một đường thẳng thuộc mặt phẳng BCD. Đó, bây giờ anh thấy là hai cái đường thẳng này nó đồng phẳng, là cùng nằm trong mặt phẳng là ABC. Vậy bây giờ anh nói nè, trong mặt phẳng ABC anh gọi Y là giao điểm của AM và BC. Y chính là giao điểm của AM và BC. Thì từ đó mình sẽ có là gì? AM nó là con của mặt phẳng AMN ha. BC là con của mặt phẳng BCD. Được chưa? Thì từ đó mình sẽ có là Y nó sẽ là thuộc hai mặt phẳng này giao nhau, Y sẽ thuộc mặt phẳng AMN giao với BCD. Được chưa? Đó. Tương tự anh phải tìm thêm một điểm nữa, anh phải tìm thêm một điểm. Ở đây mới một điểm chưa đủ, mình phải tìm thêm một điểm. Điểm thứ hai thì anh sẽ xét là AN và DC nó cùng chung của đồng phẳng là ACD. Vậy bây giờ anh xét là trong mặt phẳng ACD nè, ha, trong mặt phẳng mình ở cái tính chất, ở cái chú ý thứ ba, cái vấn đề cần nhớ là hai đường thẳng cùng thuộc mặt phẳng thì nó mới có thể cắt nhau. Vậy ở đây mình gọi cho nó cắt nhau thì mình phải gọi cho trong một cái mặt phẳng nào đó. Ha. Thì ở đây là trong mặt phẳng ACD nè. Gọi G sẽ bằng là AN giao với CD. G là bằng AN giao với CD. Rồi mình sẽ có là AN là thuộc mặt phẳng AMN. Đó. DC thì thuộc mặt phẳng BCD. À, thuộc mặt phẳng. Từ đó là G nó sẽ là thuộc AN giao với BCD. G thì thuộc AMN giao với BCD. Vậy từ hai cái điều này, một cái điểm là Y thuộc AMN giao với BCD, G cũng thuộc AMN giao với BCD. Thì từ vậy từ đó mình sẽ có là AMN giao với BCD sẽ bằng là EZ. Vậy EZ chính là giao tuyến chung của hai mặt phẳng AMN và BCD. Đó, cách tính giao tuyến chỉ vậy thôi. Qua câu B. Câu B là CMN và ABD. CMN đây, cái mặt phẳng màu đỏ, CMN và ABD. ABD. Rồi, làm tương tự mình sẽ ABD nè, ABD và CMN thì mình sẽ có trong mặt phẳng ABC, trong mặt phẳng ABC CM giao với AB chính là điểm E. À, mình tìm một mặt phẳng chứa hai đường thẳng của nằm nằm trong hai mặt phẳng kia. À, một mặt phẳng ABC chứa đường thẳng CM nằm trong mặt phẳng, CM chính là đường thẳng nằm trong CMN và AB chính là đường thẳng nằm trong ABD. Đó là những cái mặt phẳng mình đang cần tìm giao tuyến. Thì ở đây là CM giao với AB sẽ là điểm E. Và tương tự trong mặt phẳng ACD thì CN giao với AD chính là điểm F. Vì giao tuyến chung của nó chính là EF. Đó, câu B nó bài này tương đối đơn giản, không có gì cả. Qua bài số 2. Bài số 2 là cho hình chóp SABCD có đáy là hình thang, đáy lớn là AB. Đây, S A B C D đó, có đáy là hình thang. Hình thang thì là hai cạnh đáy song song, hình thang hai cạnh đáy song song. MNB lần lượt là trung điểm của AD, CB và SC. MNB là trung điểm của AD, BC và SC. Rồi tìm giao tuyến của câu A. SAC và SBD. SAC chính là mặt phẳng này, SAC ha. Rồi các em nhớ vẽ hình cho đúng, cái đường nào mình thấy á, thì vẽ nét liền. Còn đường nào mình không thấy thì mình vẽ nét đứt. Ở đây là SAC thì cái đường AC này là cái đường mình không thấy. Không thấy là bị các mặt phẳng khác che đi. Mình không thấy được cái đường này cho nên mình vẽ nét đứt. Còn những cái đường khác mình vẽ nét liền. Rồi. Ở đây là tìm giao tuyến của SAC và SBD. Rồi. Những cái bài như vậy á, thường á mình sẽ nhìn vô mình sẽ thấy được, mình sẽ kẻ hai đường chéo ở đây đây trong mặt phẳng ABCD nè, trong mặt phẳng ABCD mình sẽ có là giao điểm chung của AD và BC chính là điểm O, AC và BD chính là điểm O, được chưa? Thì ở đây là SBD và SAC thì SAC là có đường thẳng AC, SBD là có đường thẳng BD. Hai đường thẳng này sẽ giao nhau trong mặt phẳng ABCD. Rồi, thì mình sẽ được điểm O. Rồi, ở đây là mình nhìn vô nè, hai mặt phẳng này đều chứa điểm S hết nè. Đó, hai mặt phẳng này đều chứa điểm S. Cái đó mình không cần nói nhiều, ở đây nó đều chứa điểm S thì mình sẽ nói là S luôn, S thuộc SAC giao với SBD luôn. Vậy từ hai điều này mình sẽ suy ra được là hai mặt phẳng này giao nhau sẽ là SO.
Rồi câu số 2, câu tiếp theo là SAD và SBC. SAD và SBC rồi. Hai hai cái mặt phẳng này tương tự. Ở đây người ta cho hình thang thì AB song song với CD thôi. Còn BC với AD thì chắc chắn là nó sẽ cắt nhau. Vậy tiếp tục thì mình muốn tìm giao tuyến của hai mặt phẳng này, lại tiếp tục là AD sẽ là giao với BC, đúng không? AD giao BC trong mặt phẳng ABCD. Vậy ở đây thì mình có là trong mặt phẳng ABCD thì AD giao với BC sẽ bằng E. À, từ đó mình có được là E sẽ là thuộc E sẽ là một cái điểm thuộc giao tuyến của mặt phẳng SBC và NAD. À, thì ở đây các em chú ý là ở đây là dấu thuộc nha. Một số bạn là ghi dấu bằng là sai á. Tại vì á hai hai mặt phẳng này giao nhau á, thì nó phải ra một đường thẳng. Vậy E này là một cái điểm thuộc đường thẳng. Vậy có nghĩa là E là một phần tử của một cái tập hợp. Cho nên mình phải ký hiệu là mình phải ký hiệu là chữ thuộc chứ không phải là dấu bằng. Bằng là khi nào, khi mà chữ E này, khi đây là một cái tập hợp, hai tập hợp bằng nhau cơ. Còn E này chính là một phần tử của một tập hợp thì mình không thể nào mình ghi dấu bằng được, mình phải để dấu thuộc. Rồi từ đó mình lại có là S, là hai điểm này, hai cái mặt phẳng bản thân của tụi nó là mình nhìn vô là mình thấy là nó có chữ S chung, thì S là thuộc hai mặt phẳng giao nhau. Thì từ đó mình suy ra hai mặt phẳng này chính là giao tuyến của hai nó chính là SE. À, rồi câu B, câu B là MNB và SBD. Đây, MNB và SBD. À, SBD rồi, SBD chính là mặt phẳng này. SBD, à, M, N, B rồi. Ở đây thì anh làm sao? Anh thấy là trong mặt phẳng mình chú ý người ta chú ý thì trong phần lý thuyết mình có học á, ba điểm thì mình sẽ tạo thành một mặt phẳng đúng không? 4 điểm thì mình chưa chắc gì mình tạo thành một mặt phẳng. 4 điểm thì 3 điểm thì mình chắc chắn nó sẽ đồng phẳng, đúng không? Chắc chắn 3 điểm bất kỳ luôn luôn tạo thành một mặt phẳng. Nhưng mà 4 điểm thì mình không chắc chắn nó sẽ đồng phẳng. Cho nên á, để 4 điểm mà tạo thường á, người ta không bao giờ người ta tạo một phẳng từ 4 điểm, mà 3 điểm là đúng rồi. Còn nếu ở đây nếu mà để tạo một phẳng mà từ 4 điểm thường á, là 4 điểm phải là tạo thành hai đường thẳng song song. À, ở đây thì các em nhớ nếu mà hai đường thẳng song song thì nó có thể tạo thành một mặt phẳng. Được không? Hai đường thẳng song song thì tạo thành một mặt phẳng. Vậy ở đây này, nếu mình đi chứng minh được một cái điều nào đó, một cái điều mình đi chứng minh được ở hai đường thẳng song song thì mình suy ra được là 4 điểm sẽ đồng phẳng. À, giống như trường hợp này anh đi chứng minh BQ song song với NM thì anh sẽ chứng minh được, thì từ đó anh sẽ có BQMN sẽ đồng phẳng. Được không? Vậy ở đây anh sẽ vẽ sao? Trong SCD anh sẽ vẽ BQ song song với CD. À, trong mình vẽ song song hay là mình vẽ cắt nhau hay gì đó thì mình phải trong cái mặt phẳng nào đó mình vẽ, được chưa? Giống như cắt nhau thì cũng là trong mặt phẳng nào đó cắt nhau. Đó. Thì bây giờ là trong mặt phẳng mình vẽ. Rồi. Vậy trong mặt phẳng SCD mình sẽ vẽ BQ song song với CD, được chưa? BQ song song với CD và cắt SD tại Q. Rồi. Thì mình lại có là cái gì nữa? M là trung điểm AD, N là trung điểm BC. Vậy MN chính là đường trung bình của hình thang ABCD. À, MN chính là đường trung bình. Thì tính chất của đường trung bình trong hình thang thì nó là song song với hai đáy, à, bằng một nửa tổng hai đáy, song song hai đáy và bằng một nửa tổng hai đáy. Thì bây giờ MN nó sẽ song song với CD. Mình lại có là BQ cũng song song với CD. Thì từ đó mình chứng minh được là MN song song với BQ. À, MN song song với V cùng song song với CD. Rồi, à, MN song song với BQ thì mình chứng minh được 4 điểm MN BQ đồng phẳng. Được chưa? 4 điểm MN BQ đồng phẳng. Vậy bây giờ mình đã chứng minh được nó đồng phẳng thì dễ rồi, đúng không? Dễ. Tại vì sao anh đi gọi điểm Q thì ở đây mình có nè. Nếu 4 điểm này đồng phẳng thì giao tuyến nó chính là QF. Nếu mà mình nhìn vô cái hình đó, trước hết là mình thấy được một điểm F của mặt phẳng SBD và mặt phẳng BMN. BMN thì giao nhau là MN cắt BD tại điểm F. Đó, mình cần thêm tìm thêm một điểm nữa. Mình cần tìm thêm một điểm nữa. Vậy mình tìm thêm điểm nào? Mình chỉ cần việc là mình ở đây mình sẽ vẽ thêm cái điểm Q này. Đó. Thì điểm Q này nó thuộc SD nè. Điểm Q thuộc SD và điểm Q này cũng thuộc mặt phẳng BMN nữa. À, điểm Q thuộc mặt phẳng BMN. Từ đó mình suy ra được giao tuyến chính là QF. Đó.
Rồi, ở đây thì trong mặt phẳng SCD, trong mặt phẳng SCD đó, mình sẽ có là Q sẽ bằng là BQ. BQ là trong mặt phẳng SCD, BQ giao với CD bằng S bằng Q. Bằng Q. Mà mình có là gì? BQ là con của MNB. BQ chính là đường thẳng nằm trong mặt phẳng MNB. Và từ đó mình suy ra được là Q thuộc MNB giao với SBD. Tương tự mình còn điểm F giao điểm F thuộc MNB giao với SBD là đi chứng minh hoàn toàn tương tự như trước giờ mình làm. Đó, từ đó mình suy ra được hai mặt phẳng này giao nhau chính là QF. Đó. Ở câu tiếp theo chính là MNB và SAC. MNB và SAC. MNB rồi MNB và SAC thì nó đơn giản hơn tại vì mình có sẵn hết rồi đó. Đầu tiên mình nhìn vô mình thấy trong mặt phẳng này, trong mặt phẳng SCB đi, thì NB giao với SC chính là điểm B, SC chính là đường thẳng thuộc mặt phẳng SAC và NB chính là đường thẳng thuộc mặt phẳng MNB, thì từ đó mình có điểm B chung. Điểm thứ hai chung là điểm K. Điểm K này chính là giao giao điểm của MDB và AC. Rồi từ đó giao tuyến chính là BK. Rồi, vậy thôi. Câu số 3. Câu số 3 một một số bài tập ở đây tương đối nó đơn giản chứ nó cũng không có phức tạp gì. Câu số 3 cho hình chóp S ABCD mà ở đây thiếu chữ S rồi. Để em sửa lại. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Đáy ABCD để anh sửa lại cho đây một chút. S. Cho nó đại ở đây nha. Cho hình thành SABCD có cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình bình hành. M là trung điểm của SD, E là trung điểm của BC ha. Rồi, câu A là tìm giao tuyến của AME với SCD, AME với SCD. Rồi, AME và SCD. Vậy mình để ý nha. Cứ tìm một cái mặt phẳng nào chứa chứa hai đường thẳng thuộc chứa một đường thẳng thuộc mặt phẳng AME và một đường thẳng thuộc mặt phẳng SCD. Thì đầu tiên vô mình nhìn vô mình thấy có điểm M là điểm chung mà. M nó vừa thuộc SD mà SD là nằm trong mặt phẳng SCD và M cũng thuộc mặt phẳng AME nữa. Vậy bây giờ mình chỉ cần tìm thêm một cái điểm chung nữa. Tìm thêm một cái điểm chung nữa thì mình ra giao tuyến rồi. Giao tuyến chính là đường thẳng nối hai điểm. Vậy bây giờ mình nhìn vô thì mình sẽ thấy thằng AE và thằng DC này nó đồng phẳng. AE với DC đồng phẳng. Thì làm cách nào mình tìm được cái giao tuyến của tụi nó, giao điểm của hai này thì mình sẽ ra giao tuyến. Vậy ở trong trong mặt phẳng ABCD nè. Anh gọi F sẽ bằng là AE giao với CD. AE chắc chắn là cắt CD. Rồi. Thì từ đó mình sẽ suy ra được là F vừa thuộc AE ha, F thuộc AE mà AE chính là con của mặt phẳng AME ha. Rồi F lại thuộc CD, CD chính là con của mặt phẳng SCD. Thì từ những cái tính chất này nè. Đó, từ những tính chất mà mình nói không đâu. Đây, M thuộc đường thẳng là nằm trong mặt phẳng thì tất nhiên M nó sẽ thuộc mặt phẳng. Đó. Những cái tính chất mình nói trên rồi. Thì ở đây mình sẽ có là M nó sẽ từ đó mình suy ra F sẽ thuộc AME giao với SCD. À, chứng minh tương tự thì mình sẽ có M nó sẽ là đây, M thuộc SD, SD là con của SCD, suy ra M thuộc SCD. Rồi có những cái mặt phẳng nè, những cái mặt phẳng này nó có chứa sẵn điểm M này. Thì mình nói luôn là M nó sẽ chắc chắn là mình không cần nói ra người ta cũng phải biết là M thuộc mặt phẳng này. Tại bản thân mặt phẳng này nó đã có chữ M rồi. Còn cái mặt phẳng SCD này nó không có chữ M thì mình phải ghi ra để cho người ta biết M này có thuộc SCD. Đó. Thì ở đây mình sẽ có là hai cái điểm này, hai mặt phẳng này giao nhau chính là đường thẳng là MF chứ. Được chưa? Đó, hai mặt phẳng này giao nhau, giao tuyến của nó sẽ là MF. Câu B, tìm giao tuyến của AME và SBD.
SBD rồi đấy. Câu B đây, AME đây, AME là cái mặt phẳng màu đỏ này. Đó. Và SBD, SBD thì mình sẽ có là gì? Tiếp tục mình cái câu này nó tương đối nó dễ nhìn hơn, dễ nhìn hơn câu A, tại vì ở đây nó cắt nhau sẵn này. AE nó cắt sẵn BD cho mình nhìn vô là mình thấy liền. Giờ ở đây mình sẽ có là trong mặt phẳng ABCD thì mình gọi K là bằng giao tuyến của AE và BD đó, thì từ đó mình sẽ có là K thuộc AE. K thuộc AE thì mình suy ra là K thuộc AE mà AE lại nằm trong AME ha. Điểm thuộc mặt phẳng, mặt phẳng nằm điểm thuộc đường thẳng, đường thẳng nằm trong mặt phẳng, thì từ đó mình suy ra điểm thuộc mặt phẳng ha. Tương tự ở đây mình cũng suy ra điểm K sẽ thuộc là SBD luôn, thì từ đó mình sẽ nói là K thuộc hai mặt phẳng này giao nhau. Tương tự mình tìm thêm một điểm nữa, chính điểm M. M mình có sẵn ban đầu rồi, SBD nè, M thuộc SD rồi ha. M thuộc SD, M cũng thuộc AME, thì từ đó có M. Vậy giao tuyến của tụi nó chính là đường thẳng MK đó. Bài này vậy thôi. Câu C là gì? Giao tuyến của AME và SAC, SAC và AME, AME, SAC, SAC và AME rồi. SAC và AME nó có cái gì chung rồi? Có gì chung? Thì đầu tiên mình biết là SAC và AME đó, đặt lên là mình thấy là hai thằng này đều chứa điểm A, đều chứa điểm A. Nè, AME chứa điểm A nè, SAC chứa điểm A nè, thì chắc chắn là mình sẽ có là A chính là điểm chung giữa hai mặt phẳng rồi. Đó, mình đặt lên cái tên là mình đã thấy rồi, từ cái tên là đã thấy rồi. Đó, cho nó mình chắc chắn là A sẽ thuộc điểm chung của hai mặt phẳng, không cần phải đi chứng minh gì đâu. Ha, điều này không cần phải đi chứng minh. Rồi mình chỉ cần tìm thêm một điểm nữa, thì tìm điểm nào? Đó, thì may mắn mình thấy là cái gì? Cái đường thẳng MF mà mình dựng ban đầu á, đường thẳng đường MF mình dựng ban đầu đó là giao tuyến của mặt phẳng SCD và AME, thì mình sẽ thấy là trong mặt phẳng SDC này nè, SDC MF này giao với SC bằng H, thì SC chính là con của SAC, MF chính là con của AME. Đây, mặt phẳng AME chính là mặt phẳng đỏ đó. Chỗ nào đỏ thì là nó chính là AME. AME là giao tuyến chung của SCD và AME, cho nên MF này cũng sẽ nằm trong mặt phẳng AME, được nhá. Rồi, nghĩa mình sẽ có là trong SCD gọi H là bằng MF giao với SC, MF giao với SC. Từ đó mình sẽ có là H thuộc MF, MF lại nằm trong là AME. Vì từ đó mình suy ra H thuộc AME. Tương tự H thuộc SC nữa. H thuộc SC đúng không? Tại vì H lại bằng MF giao với SC thì tất nhiên H phải thuộc MSC nữa. SC nằm trong mặt phẳng SAC thì từ đó H suy ra là H thuộc mặt phẳng SAC. Đó. Từ đó mình có là H sẽ thuộc hai mặt phẳng này giao nhau. Rồi mình lại có cái điểm A nữa. A là thuộc hai mặt phẳng, từ đó mình sẽ suy ra là giao tuyến của hai mặt phẳng chính là đường thẳng AH. Đó. Câu C này sẽ khó hơn nếu như mình không có câu A. Nếu mà đề bài mà kêu mình tìm liền á, giao tuyến chung của SAC và AME á, thì nó sẽ hơi khó hơn. Nếu mà không có câu A, không có câu A thì mình chưa có đường thẳng MF. Đó, sẽ khó hơn đối với một số bạn khó được biết cách là kéo AE ra, cắt CD rồi từ đó dẫn MF cắt H. Thì cái này cần nếu mà không nó sẽ cần nhiều kỹ thuật, nhưng cần nhiều mình quá trình mình làm bài, mình tích lũy kinh nghiệm nhiều thì mình sẽ có thể thấy được. Rồi, một số bài số phía sau thì cũng tương đối là đơn giản, cho nên anh sẽ không có, anh chỉ ở đây anh chỉ hướng dẫn, còn các em sẽ tự làm. Như câu số 4 chẳng hạn, câu số 4 cho 4 điểm SABCD không cùng nằm trong một phẳng. Người ta cũng nói SAB cho 4 điểm không nằm một mặt phẳng thì các em phải hiểu là đó là chính là hình tứ diện ha. Cứ cho 4 điểm mà không thuộc mặt phẳng là chính là mình một cách khác để người ta nói đi nói là tứ diện. Chắc chắn 3 điểm sẽ thuộc một mặt phẳng, nhưng mà 4 điểm đúng không? 3 điểm sẽ thuộc một mặt phẳng. Nhưng mà 4 điểm thì nó chưa chắc. Ở đây cho 4 điểm không đồng phẳng thì chứng tỏ là nó sẽ tạo thành hình tứ diện. Đó. Rồi, gọi IH là trung điểm của SA và CB. I và H là trung điểm của SA và CB. Trên cạnh SC lấy điểm K sẽ cho CK bằng 3 lần KS. Lấy điểm K cao bằng 3 lần KS.
Tìm giao tuyến của BIK với ABC. Đó, BIK, BIK là anh vẽ mặt phẳng màu đỏ này với ABC. ABC mặt phẳng ở dưới nè. ABC. Đó, các em cứ dựa theo hình của anh rồi các em tự tự suy nghĩ cái cách làm. Ở đây anh sẽ không hướng cứ anh sẽ không giải cái bài này tại nó tương đối những cái bài này nó tương đối đơn giản. Câu B là tìm BIK giao với SAH. BIK giao với SAH, BIK giao với SAH. Rồi. Thì ở đây anh sẽ những cái giao tuyến thì anh sẽ ký hiệu cái màu khác, giống như câu A ở đây có giao tuyến là BZ và IE đó. Các em sẽ tự tự mày mò cái cách làm sau đó để chứng minh ra được hai cái giao tuyến chính là IE và BC dựa vào cái hình của anh. Ở đây anh có vẽ thêm đồ hết rồi. Thì các em cứ dựa vào đó là câu số 5. Câu số 5 cho 4 điểm ABCD lại 4 điểm không đồng phẳng thì tính chính là tứ diện ha. Câu này anh vẽ hình nó, nhìn nó hơi ghê ghê ha. Gọi Y và Z là trung điểm của AB và CD. Y là trung điểm của AD và Z là trung điểm của BC. Rồi. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng IBC và ZAD. IBC và ZAD chính là mặt phẳng màu nâu và mặt phẳng màu xanh. Đó, hai mặt phẳng này. Hai mặt phẳng này nhìn vô thì mình sẽ có cái gì? Nhìn vô mình thấy được cái điểm chung mà. Nhìn vô thì giao tuyến nó chính là EZ nè. Đó. Làm cách nào để chứng minh? Mình làm cứ làm bình thường. Đó. Mình làm giống như nãy giờ mình cứ đi chứng minh EZ này cùng thuộc hai mặt phẳng là được ha. Hoàn toàn nhìn vô hình mình hoàn toàn chứng minh được. Câu B gọi MN là hai điểm nằm trên AB và AC. MN là AB. M là AB và N là AC. Tìm giao tuyến của IBC, IBC và DMN. Đó, giao tuyến của mặt phẳng màu nâu này, mặt phẳng màu nâu và mặt phẳng màu xanh lá. Vậy tìm giao tuyến nó làm sao? Thì tất nhiên mình vẽ hình mình thấy rắc rối nhưng mà thật sự ra nó cũng rất là đơn giản. Cứ tìm một mặt phẳng nào đó chứa hai đường thẳng của hai mặt phẳng rồi hai đường thẳng đó giao nhau tạo thành một điểm để mình tìm hai điểm. Thì ở đây mình sẽ có được giao tuyến đó chính là HK. HK. Rồi các em tự đi chứng minh, cố gắng tập suy nghĩ. Bài số 6 cho tứ diện ABCD. ABCD. Rồi. N là trung điểm của BC. M là điểm nằm trên cạnh AC. M là điểm nằm trên cạnh AC. Sao cho CM bằng 3 lần MA. K là thuộc BD. Sao cho KD nhỏ hơn KB. Rồi K là thuộc BD. Sao KD nhỏ hơn KB. Tìm giao tuyến của MNK và ACD. MNK là MNK mặt phẳng màu xanh dương này. Và ACD. ACD là mặt phẳng màu tím này. Đó, mặt màu tím. Vì hai mặt phẳng này mình nhìn vô là mình thấy có điểm M chung nè. Điểm M chung nè. Mình nhìn vô mình thấy mặt phẳng màu xanh dương với mặt phẳng màu tím nè. Chưa gì là có M chung nè. Mình chỉ cần tìm thêm một cái điểm chung nữa. Điểm chung nữa thì mình tìm hai đường thẳng nào đó đồng phẳng nhau, cắt nhau ha. Thì ở đây giao tuyến chung của nó chính là M. Đó, các em tự suy nghĩ cách làm. Còn MNK và ABD. MNK và A BD rồi mặt phẳng màu đen và mặt phẳng màu xanh dương. MNK và ABD rồi cái câu này nó không có gì là đánh đố mình cả. Mình nhìn vô hình là có hết rồi. Cái câu này chắc em cũng cứ tự làm thôi. Có gì thắc mắc thì các em cứ comment bên dưới anh trả lời. Rồi phần tìm giao tuyến của mặt phẳng thì anh sẽ hướng dẫn một số bài tập như vậy. Đó, sau này sẽ có một số bài tập nó sẽ hay hơn những cái bài này nữa. Thì chắc là cái này sẽ là một trong những cái video sau. Rồi, hôm nay tới đây thôi. Cảm ơn các em theo dõi video.